Thì đối với các cái kênh làm việc hiện nay thì qua quan sát của nhiều năm làm công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm thì thầy thấy có 6 kênh. Kênh thứ nhất là thông qua các nhà tuyển dụng trực tuyến. Đây là những doanh nghiệp làm dịch vụ tuyển dụng cho cung ứng nguồn nhân lực cho các cái công ty, các doanh nghiệp, các tổ chức, và họ có lợi nhuận từ các cái dịch vụ việc làm này. Cái thứ hai là chính các nhà tuyển dụng mà trực tiếp sử dụng lao động mà người ta muốn phỏng vấn bạn á, người muốn tuyển dụng bạn, thì họ có những cái website tuyển dụng của doanh nghiệp họ. Chúng ta cũng thể tìm hiểu trên cái kênh này. Kênh thứ ba đó là thông qua ngày hội việc làm và hội chợ việc làm do các địa phương, thành phố Hồ Chí Minh, rồi các cái tổ chức đoàn thể như là thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội tiếp sức người lao động nữa đó, và hội chợ việc làm thanh niên, và đặc biệt riêng tại trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, một hoạt động thường niên cũng hơn 10 năm nay, đó là ngày hội nghề nghiệp. Và dự kiến ngày hội nghề nghiệp năm 2021 này chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 5 sắp tới. Cái kênh thứ tư đó là cái kênh thông qua người thân, người quen mà giới thiệu bạn, như là gia đình, bạn bè, các anh chị cựu sinh viên khóa trước, các thầy cô giáo trong trường mình, hoặc là thông qua trung tâm hỗ trợ, trung tâm hướng nghiệp và tư vấn việc làm của trường nè. Thì đây là một kênh này thì tương đối là tin cậy, tại vì thông tin đến với bạn nó đầy đủ, nó giúp bạn hiểu được nhiều hơn cái mô tả công việc, cái điều kiện làm việc, cái thu nhập, cái sự thăng tiến và các cái yêu cầu đầu vào của họ. Đó, mình biến cái yêu cầu đầu vào của họ thành cái đầu ra cho chính mình. Cái kênh thứ năm đó là qua báo chí truyền hình, và kênh thứ sáu là qua các nguồn khác như là poster, như là banner, như là các tờ rơi vân vân. Thì cái nguồn này thì chiếm một cái tỷ lệ không nhiều. Như vậy thì chúng ta có 6 cái kênh cơ bản mà thường các nhà tuyển dụng họ loan tin để các bạn biết được họ đang có nhu cầu. Thì đối với các cái trang tin tuyển dụng phổ biến trực tuyến hiện nay đó, thì tại trường thì có cổng tin việc làm tại địa chỉ vietlam.ou.edu.vn. Thì tính trong 5 năm từ 2016 đến nay thì chúng ta có khoảng 5.900 lượt doanh nghiệp đã đăng tuyển trên đây. Và số lượng hồ sơ sinh viên của trường chúng ta và các trường khác ứng tuyển thì đâu đó khoảng 15.000 hồ sơ. Thì đây là con số rất là đáng mừng, và các bạn cũng là có một cái kênh chính thống của nhà trường hỗ trợ bạn. Đây là cái kênh phi lợi nhuận, các bạn ứng tuyển trên đây, kiểm tra thông tin trên đây hoàn toàn là miễn phí, và doanh nghiệp đăng tuyển trên đây cũng không phải mất phí gì. Đây là dự án hỗ trợ cộng đồng của nhà trường. Trên thị trường thì có rất nhiều các cái trang tuyển dụng trực tuyến của các doanh nghiệp làm dịch vụ này. Tuy nhiên qua quan sát thì thầy để ý thì có một vài trang mà họ có sự liên kết với nhà trường, có sự qua lại thường xuyên để hỗ trợ cho nhà trường trong việc giới thiệu việc làm cho các bạn đó. Thứ nhất là trang Career Builder, trang Việt Nam Work, trang Job Street, trang Alphabee và trang Việc Làm 24 giờ. Ngoài ra các cái báo, các nhà tòa soạn báo hiện nay thì họ đều có các cái trang việc làm, như báo Tuổi Trẻ thì có vietlam.tuoitre.vn, rồi báo Thanh Niên cũng có trang việc làm, báo Người Lao Động, báo Tiền Phong vân vân. Thì hầu như qua những cái kênh tuyển dụng trực tuyến này thì thầy cũng trao đổi với các bạn để hình dung rằng nó có một cái nguồn thông tin rất là đa dạng, rất nhiều ngành nghề, rất nhiều khu vực địa phương, trong nước có, các doanh nghiệp trong nước có, doanh nghiệp ngoài nước có, doanh nghiệp lớn có, doanh nghiệp nhỏ có, toàn thời gian có, thực tập sinh có, bán thời gian có. Có nghĩa là chúng ta có kỹ năng để tìm kiếm hay không thôi, chứ nguồn việc làm và nguồn thông tin là không thiếu. Và các bạn phải ngay từ bây giờ, các bạn nên truy cập những trang web việc làm như thế. Chúng ta khai báo một số thông tin cơ bản, và chúng ta update cái CV của mình, và chúng ta khai báo cái email để chúng ta nhận tin mà nó phù hợp với ngành nghề của mình, để các nhà tuyển dụng này họ gửi cho bạn thường xuyên. Và bạn thấy việc nào phù hợp thì bạn đọc kỹ, nghiên cứu sâu và chúng ta ứng tuyển. Thì có một số bạn nói với thầy rằng là
việc mà chúng ta khai báo thông tin như vậy có thể bị rò rỉ thông tin cá nhân. Thì qua quan sát thì thầy thấy rằng các cái cổng thông tin việc làm này họ khai thác cũng chỉ những cái thông tin cơ bản thôi, chứ cũng không phải là thông tin gì mà nó quá riêng tư. Và chỉ có điều là chúng ta khai báo một cách nó đủ theo yêu cầu. Còn chỉ chúng ta muốn rằng là hết sức bảo mật và không lộ thông tin, chỉ có cách là chúng ta không đăng nhập gì. Cho nên cái này là một xã hội thông tin, thời đại của công nghệ thông tin, thì việc cung cấp thông tin cơ bản để chúng ta có được những thông tin bổ ích cho chính mình cũng là một cái phương thức thì nghĩ rằng nó cũng hợp lý, dựa trên sự minh mẫn của các bạn. Đối với các website tuyển dụng và các doanh nghiệp thì hầu hết các doanh nghiệp đều có website tuyển dụng của họ. Ví dụ như là Thế Giới Di Động thì nó có việc làm chấm Thế Giới Di Động, rồi ACB thì có ngân hàng ACB thì người ta có ACB Job rồi đó, vân vân. Thì có các cái doanh nghiệp này đều có các website tuyển dụng. Và các bạn hình dung rằng những tin tuyển dụng của họ, họ chỉ đăng những thông tin tuyển dụng của cái công ty của họ thôi, của doanh nghiệp họ thôi. Thì nó có một cái vấn đề lợi ích như thế này nè. Có nhiều bạn sinh viên khi mà chuẩn bị tốt nghiệp thì chúng ta list ra cho mình những cái ngành nghề mà chúng ta sẽ ứng tuyển. Cũng có những bạn sẽ chọn theo giải pháp là list ra những doanh nghiệp mà chúng ta mong muốn được ứng tuyển. Thế thì khi mà chúng ta list được các doanh nghiệp chúng ta muốn ứng tuyển đó, chúng ta truy cập vào cái website tuyển dụng của họ, chúng ta tìm theo nhóm chức danh ngành nghề, chúng ta xem kỹ cái mô tả, cái yêu cầu tuyển dụng của họ, chúng ta xem kỹ cái phương thức tuyển dụng của họ, và hồ sơ có phải làm theo firm của họ hay không, hay là CV là của cá nhân mình, và mình apply vào thông qua email, thông qua nộp trực tiếp, hay là nộp hồ sơ trực tuyến trên cái cổng đó. Chúng ta cũng coi và cân nhắc kỹ, ghi note lại, ghi chú lại cái thời hạn nộp hồ sơ và nộp cho ai. Ngoài ra chúng ta cũng cần xem các yêu cầu khác để chúng ta có những cái thông tin đầy đủ nhất về việc đăng tuyển dụng của cái doanh nghiệp mà chúng ta mong muốn chúng ta sẽ ứng tuyển vào. Các cái trang thông tin tuyển dụng thì các bạn nên khai báo các cái hồ sơ cá nhân như thầy nói lúc nãy đó, nhưng mà chúng ta nên khai báo trên những website uy tín. Và chúng ta đặc biệt thì bây giờ hiện nay chúng ta nên tìm việc. Trước hết chúng ta có nên truy cập vào cổng tin việc làm của trường để chúng ta tìm tin tuyển dụng và nhận bản tin tuyển dụng mà phía nhà trường thường gửi cho bạn. Và đến vấn đề thứ hai thầy muốn trao đổi với các bạn trong cái chuyên đề 16 này, đó là về quy trình tuyển dụng thường gặp ở một doanh nghiệp. Nó diễn ra theo một cái lộ trình gồm những cái bước nào? Khi mà doanh nghiệp họ có thông tin tuyển dụng, họ sẽ loan tin trên các phương tiện đại chúng, họ sẽ gửi lên các cái nhà tuyển dụng online, họ gửi về các trường đại học để chúng người ta sẽ phổ biến cho các bạn. Thì sau khi mà các bạn đọc kỹ về cái mô tả, về cái yêu cầu của họ, chúng ta thấy rằng khả năng chúng ta cũng có thể đáp ứng, thì chúng ta bước đầu tiên chúng ta tiếp cận với nhà tuyển dụng, đó là chúng ta nộp hồ sơ. Thì về nộp hồ sơ thầy có mấy yêu cầu các bạn như thế này nè. Thứ nhất là chúng ta phải chú trọng về thời gian, chúng ta chú trọng về phương thức nộp của nhà tuyển dụng. Cái yếu tố quan trọng nhất trong cái khâu nộp hồ sơ này đó là CV của bạn. Cái CV của bạn. Cái thứ hai là sau khi các bạn nộp xong, họ kết thúc một đợt nhận hồ sơ thì người ta sẽ bắt đầu sàng lọc hồ sơ. Sàng lọc hồ sơ người ta sẽ sàng lọc theo chất lượng của hồ sơ. Người ta sẽ sàng lọc theo cái sự bắt mắt của hồ sơ, dựa trên những cái CV mà các bạn nêu được nhiều minh chứng, mục tiêu nghề nghiệp nó đầy đủ, chúng ta nêu được các cái sở trường của mình, các điểm mạnh về kỹ năng, về tiếng Anh, về ngoại ngữ khác vân vân. Thì cái khâu này các bạn phải chú ý hết sức rằng CV của mình phải đầy đủ thông tin. CV ở đỉnh cao của nó là các bạn nên viết nó cũng vừa phải thôi, đừng có viết quá dài dòng. Và tùy ngành nghề mà chúng ta chọn cái CV bắt mắt hay là CV theo form mẫu, thì các bạn cái này các bạn theo dõi thêm các cái hướng dẫn ở các cái trang tin về làm hồ sơ. Sau khi sàng lọc hồ sơ, họ loại đi những cái hồ sơ yếu thì họ sẽ giữ lại những hồ sơ tốt. Lúc này họ sẽ sơ tuyển
có thể là lên cái bậc quản lý cấp cao hơn của họ để họ coi, để sau khi mà họ sơ tuyển một lần nữa, họ chọn ra một số lượng nhất định. Tại vì các bạn hình dung mình nè, một vị trí họ tuyển khoảng 2-3 nhân viên, nhưng không có nghĩa là chỉ có 2-3 ứng viên nộp hồ sơ, có thể có hàng trăm và hàng ngàn hồ sơ. Thì mỗi CV như vậy, một nhà tuyển dụng họ chỉ, theo kinh nghiệm, họ chỉ mất khoảng 30 giây đến 1 phút để họ lướt nhanh và họ sẽ quyết định để CV nào để qua vòng sơ tuyển và CV nào bị loại bỏ đi. Thì cho nên cái việc mà cái tạo ấn tượng ban đầu thông qua cái CV này nó rất là quan trọng. Như các chuyên đề khác và các cái chương trình livestream khác của Trung tâm Hướng nghiệp Việc làm, thì các cái nhà tuyển dụng họ cũng đã trao đổi các bạn rất nhiều về về cái thông tin này. Sau khi sơ tuyển xong thì có một số đơn vị họ sẽ tổ chức thi tuyển. Thi tuyển có thể là thi thông qua một bài test online, hoặc là một bài test thi giấy trực tiếp, hoặc là người ta sẽ cho các bạn thi theo một cái dạng là bây giờ nó có cái cách mới, đó là các bạn quay cái CV bằng clip á, cái clip TV, clip CV á, người ta sẽ quay, bạn quay, bạn thuyết trình về một nội dung nào đó mà họ yêu cầu chẳng hạn. Thì khi thi này, ở cái vòng thi tuyển này, thì các kiến thức về chuyên môn ngành học của bạn, về về cái tính tư duy, về kiến thức xã hội và cái thông tin mà bạn có được liên quan tới doanh nghiệp mà bạn muốn ứng tuyển đó, đến cái ngành nghề mà bạn đang muốn ứng tuyển đó, đến cái vị trí công tác mà các bạn đang ứng tuyển đó. Ví dụ như tuyển kế toán thì họ sẽ hỏi nhiều về kiến thức của bạn, hiểu như thế nào về kế toán, các vấn đề liên quan xung quanh vấn đề kế toán. Rồi người ta cũng có thể hỏi về những cái kiến thức chuyên môn trong quá trình bạn học. Đó, thì sau khi thi tuyển như vậy thì người ta sẽ lựa ra một số bạn có kết quả điểm tốt cộng với cái hồ sơ giai đoạn sơ tuyển sàng lọc đó, thì người ta sẽ tiến hành mời các bạn ở một cái giai đoạn thứ năm rất quan trọng, đó là phỏng vấn. Phỏng vấn thì thông thường người ta sẽ face to face hoặc phỏng vấn qua điện thoại thì rất ít. Có thể phỏng vấn là phỏng vấn một người phỏng vấn một người, hoặc hai người phỏng vấn một người, hoặc là một người phỏng vấn nhiều người, vân vân. Cái này thì tùy mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên họ kiểm tra về cái gì? Họ kiểm tra về kỹ năng, họ kiểm tra về năng lực, họ kiểm tra về nguyện vọng, họ kiểm tra bạn về cái sự phản ứng, cái tính nhanh nhẹn, cái tính phù hợp. Thế thì cái yếu tố quan trọng ở giai đoạn này chưa phải là cái sự giỏi giang về về kiến thức hàn lâm chuyên sâu bạn đã học đâu, mà cái này là sự phản ứng về bằng kỹ năng, về thái độ của bạn, về cách tiếp cận và sự cầu thị của bạn. Thì thầy nghĩ rằng cái đấy, các bạn có được vài cái ưu điểm này thì các bạn sẽ thành công trong cái việc mà tham dự phỏng vấn của doanh nghiệp. Sau khi phỏng vấn thành công xong thì họ sẽ chỉ chọn được khoảng một số dư ít thôi. Ví dụ như là họ tuyển 4 người đi ha, thì họ sẽ mời thử việc khoảng 5 người. Thì trong giai đoạn thử việc này là họ kiểm tra sự hòa nhập của bạn, họ kiểm tra những ấn tượng đầu tiên của bạn, họ sẽ kiểm tra cái sự cái kỹ năng làm việc, working skill của bạn như thế nào, kỹ năng là mềm của bạn như thế nào, sự quan hệ thiết lập và tạo mối quan hệ của bạn, sự kiềm chế cảm xúc, việc tổ chức triển khai công việc, vân vân. Thì giai đoạn thử việc này thì thông thường nó diễn ra đâu đó trong khoảng 60 ngày. Nếu các bạn vượt qua được cái ngưỡng này thì các bạn sẽ trở thành nhân viên chính thức. Thì tùy mỗi doanh nghiệp họ sẽ có cái hợp đồng hoặc là cái quyết định tuyển dụng thời hạn 1 năm, 3 năm hay không xác định thời hạn gì đó. Thì tùy doanh nghiệp. Tuy nhiên cái giai đoạn này là cái giai đoạn để các bạn thể hiện chính mình. Lúc này nó hội tụ đủ cả cái việc là kỹ năng, về thái độ, về kiến thức, về sự hòa nhập, về giao tiếp, vân vân. Thì các bạn phải để ý rất nhiều. Thì đó là 6 cái bước trong một quy trình tuyển dụng thường gặp. Thì có thể một số doanh nghiệp, một số công ty họ sẽ tuyển cái nhiều bước hơn, hoặc một số đơn vị đơn giản thì họ sẽ tuyển ít bước hơn. Tuy nhiên nó cũng đều trải qua những cái vòng việc như vậy. Thì đó là quy trình tuyển dụng thường gặp.